Vâng, chiếc xe Toyota Land Cruiser Prado năm 2024 quý anh chị đang nhìn thấy trên màn hình là phiên bản tại Mỹ, giá bán từ 55.000 đô đến 74.950 đô. Và hứa hẹn vào thời điểm tháng 7 tới thì Toyota Việt Nam cũng sẽ nhận đặt hàng và ra mắt phiên bản 2.4 tăng áp hoàn toàn mới và giá bán dự kiến từ khoảng 3 tỷ đồng ạ. Land Cruiser Prado năm 2024 tạo được sức hút lớn kể từ khi ra mắt toàn cầu trong tháng 8 năm 2023. Mẫu xe này đã từng bán hết 1.000 chiếc xe chỉ trong vòng 30 phút mở bán tại Đức. Land Cruiser Prado 250 series cân bằng cả hai yếu tố cổ điển và hiện đại, lấy cảm hứng thiết kế từ Land Cruiser trong quá khứ. Và cụ thể, chiếc xe Land Cruiser Prado năm 2024 tại Mỹ có các phiên bản như là Land Cruiser 1958, Land Cruiser và bản First Edition. Tất cả đều có chung động cơ hybrid 2.4 lít, công suất là 326 mã lực và hệ dẫn động 4 bánh. Phiên bản Land Cruiser năm 1958 với giá khởi điểm bán ra là 55.950 đô sẽ sở hữu vẻ ngoài cổ điển tương tự như chiếc LC đầu tiên nhập khẩu vào Mỹ. Xe có đèn pha LED hình tròn giúp dễ dàng phân biệt với các phiên bản khác. Các trang bị tiêu chuẩn bao gồm như là ghế nỉ có sưởi này, hệ thống chìa khóa thông minh, giám sát điểm mù, điều hòa tự động, màn hình kỹ thuật số 7 inch và màn hình cảm ứng giải trí 8 inch, chạy Android Auto và Apple CarPlay không dây. Đối với phiên bản Land Cruiser có giá từ 61.950 đô, xe được trang bị hình đèn hình chữ nhật, ghế softtech giả da chỉnh điện, màn hình giải trí 12.3 inch và hệ thống âm thanh 10 loa cửa sau chỉnh điện ạ. Và phiên bản cao cấp nhất đó là Toyota Land Cruiser Prado First Edition có giá bán từ 74.950 đô. Sẽ sở hữu tất cả những tiện nghi của hai phiên bản, ngoại hình xe cổ điển với đèn tròn, logo First Edition, mâm 18 inch độc bản, giá nóc và ốp chống đá và cản trượt phía trước. Được phát triển dựa trên nền tảng TNGAF platform, Toyota Land Cruiser Prado năm 2024 tiếp tục có cấu trúc và body on frame như thế hệ tiền nhiệm. Mẫu xe có được kích thước tổng thể lần lượt là chiều dài 4920, chiều rộng là 2139 và chiều cao sẽ là 1859mm. Chiều dài cơ sở của Land Cruiser Prado năm 2024 là 2850mm. Khoảng sáng gầm xe đạt là 221mm. Và chiếc xe Land Cruiser Prado năm 2024 dự kiến có trang bị tiêu chuẩn an toàn chủ động Toyota Safety Sense 3.0 ạ. Vâng, đó là thông tin của chiếc xe Land Cruiser Prado mới nhất năm 2024. Chúng ta sẽ hứa hẹn vào thời điểm tháng 7 tới ra mắt thực tế tại Việt Nam xem giá bán của chiếc xe này là bao nhiêu ạ. Quý anh chị cùng dự đoán.